Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa phối hợp bắt giữ một người đàn ông trên quốc lộ 9 vì nghi vấn liên quan một vụ bắt cóc trẻ em. Bé gái bị bắt cóc là TTA, tên viết tắt 8 tuổi, trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là con út trong gia đình có 4 chị em. Anh Trần Quốc Hùng, sinh năm 1968, bố bé A cho biết, tối ngày 19 tháng 8, con gái anh ra chơi ven quốc lộ 1 trước cửa hàng của gia đình. Đến khoảng 20:30 cùng ngày, người thân không thấy bé gái liền tìm kiếm xung quanh nhưng không có kết quả. Nghi con bị bắt cóc, anh Hùng nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an, đồng thời huy động người thân, hàng xóm tìm kiếm nhiều hướng. Trong quá trình chạy dọc theo quốc lộ 1, cậu ruột của A phát hiện một người đàn ông đi xe máy chở theo trẻ nhỏ nghi là cháu mình. Anh Hùng kể, cậu ruột của A phát hiện kẻ bắt cóc đang chở con tôi chạy trên đường, đoạn qua xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ nên đuổi theo và ép anh ta dừng lại. Lực lượng công an và nhiều người dân cũng đến hỗ trợ. Anh Hùng nói gia đình không quen biết người đàn ông trên. Đến nay, bố nạn nhân vẫn chưa rõ mục đích của kẻ bắt cóc con anh. Kể lại với gia đình, bé A cho biết khi đang đứng bên đường, người lạ đã đến kéo lên xe rồi chở đi. Do xe chạy nhanh nên bé không kịp kêu cứu và cũng không dám nhảy xuống. Theo tìm hiểu, bé gái được người thân phát hiện giải cứu an toàn cách địa điểm bị bắt cóc khoảng 10 km. Đã được đưa về nhà nhưng anh Hùng chia sẻ con gái vẫn có phần hoảng loạn. Gia đình phải động viên tâm lý để bé không bị ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. VTC News đưa tin, ngày 20 tháng 8, ông Lê Hải, Chủ tịch UBND xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, danh tính nghi phạm bắt cóc bé gái được xác định là Bùi Hát, tên viết tắt 63 tuổi, trú xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong. Vụ việc đang được Công an huyện Triệu Phong và Công an huyện Cam Lộc phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ. Bắt cóc trẻ em là một loại tội phạm rất nguy hiểm, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội, có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi nhưng cũng hết sức manh động, liều lĩnh như trong những vụ việc trên. Theo các chuyên gia tội phạm học, thông thường các đối tượng nhằm vào những đứa trẻ của các gia đình có điều kiện kinh tế, nhất là các vụ bắt cóc tống tiền. Tìm hiểu nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình cũng như sinh hoạt học tập của các cháu. Đối tượng thường chuẩn bị rất kỹ kế hoạch, chiêu thức bắt cóc từ việc làm quen, dụ dỗ, dựng các kịch bản để lừa cô giáo, nhân viên y tế, người thân đến kế hoạch di chuyển, lưu giữ trẻ bắt cóc. Mua bán trẻ với đối tượng là người trong nước hoặc nước ngoài cho đến cách thức đe dọa, nhận tiền, tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn. Các đối tượng bắt cóc thường nhằm hai mục đích: tống tiền, chiếm đoạt tài sản và trả thù cá nhân. Trong đó mục đích chiếm đoạt tài sản là chủ yếu. Để đạt được mục đích về tài sản, chúng đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau như liên lạc với người thân của trẻ để yêu cầu chuyển tiền, móc nối với đường dây buôn bán người để bán ra nước ngoài lấy tiền, sát hại trẻ lấy bộ phận cơ thể bán. Theo các chuyên gia, khi xảy ra vụ bắt cóc trẻ em, mặc dù người thân rất sốc, rất hoang mang, nhưng trước hết cần phải bình tĩnh, tỉnh táo, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho chính con em mình và khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt thủ phạm cũng như giải cứu các cháu bé. Vì vậy, phụ huynh cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để có những biện pháp phối hợp giải cứu nạn nhân an toàn. Không nên gây ồn ào, thông tin về việc bắt cóc càng ít lan truyền càng tốt. Hạn chế đánh động đối tượng, nếu không chúng càng cảnh giác hơn, gây sức ép tống tiền hoặc tìm nhiều thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội, thậm chí xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ bắt cóc xảy ra tại khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhận định đây là vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với tính chất nghiêm trọng. Đối tượng liều lĩnh, manh động, hành động dứt khoát cho thấy nghi phạm không phải là kẻ đơn giản. Ngay trong buổi tối ngày 14 tháng 8, tất cả các lực lượng công an thành phố gồm cảnh sát giao thông cơ động, công an các quận, huyện, thị xã trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. 200 cảnh sát đã được tung vào trận đấu trí với kẻ bắt cóc. Mỗi giây phút trôi qua, không khí trong ngôi nhà của nạn nhân căng như dây đàn. Mỗi cuộc gọi của đối tượng là một màn cân não giằng co để giữ bằng được mạng sống cho con tin, một bé trai mới 7 tuổi, đồng thời bắt giữ thành công kẻ bắt cóc. Thông tin từ báo Dân Trí. Công an Hà Nội nhận định đây là vụ án khó, thời gian xảy ra lúc chập tối, sự việc diễn ra nhanh. Khi đó, đối tượng dùng ô tô ép cháu bé đang đạp xe, ôm nạn nhân và chạy rất nhanh vào xe. Nhân dân ở đó chưa kịp phản ứng gì, gã này đã tẩu thoát. Những tài liệu tại hiện trường lại khá mỏng manh ít ỏi, song lực lượng đánh án quyết tâm, dứt khoát phải bắt được đối tượng, không thể đợi đến ngày hôm sau.
Xuất phát từ việc đó, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập cuộc họp bất thường, bố trí nhiều lực lượng, trong đó có các trinh sát Bộ Công an cùng vào cuộc ngay. Ban chuyên án đã đặt ra trách nhiệm làm sao để nhanh chóng xác định danh tính và truy bắt thật nhanh, bắt bằng được đối tượng gây án để trả lại sự bình yên và công bằng cho xã hội. Nhưng yêu cầu tối cao của công tác đánh án trong vụ án này là bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho cháu bé, nạn nhân vụ bắt cóc. Quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng công an đã chia làm nhiều mũi xác minh ngay trong đêm ở nhiều địa phương khác nhau như Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên để khoanh vùng đối tượng. Tất cả các mối quan hệ của kẻ bắt cóc đều nhanh chóng được làm rõ, từ đó ra kết luận để dựng lên lộ trình gây án cũng như lộ trình bỏ trốn của đối tượng. Khi đối tượng liên hệ với mẹ cháu bé, yêu cầu tiền chuộc là 15 tỷ đồng, lúc đó các lực lượng đánh án cũng đã ở bên cạnh và đã xác định tên này mục đích là chiếm đoạt tiền. Trong mọi yêu cầu của đối tượng, lực lượng đánh án lưu ý gia đình nạn nhân cứ nhẹ nhàng làm theo, song đồng thời cũng yêu cầu được nói chuyện với cháu bé. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được đối tượng bắt cóc chấp nhận. Hắn ta chỉ quan tâm đến việc số tiền 15 tỷ đã được chuẩn bị xong chưa khi liên tục gọi hỏi gia đình nạn nhân chuẩn bị tiền xong chưa. Nghi phạm cũng nhất quyết không hạ giá và đe dọa lạnh lùng, nhà mày cần tiền chứ không cần con phải không? Đến khi gia đình cháu bé nói không chuẩn bị kịp vì ngân hàng không làm việc buổi tối, đối tượng đã đồng ý số tiền chuộc là 13 tỷ đồng. Khi gia đình nạn nhân đã chuẩn bị đủ 13 tỷ đồng, kẻ bắt cóc yêu cầu một mình mẹ cháu P, nạn nhân vụ bắt cóc, lái xe một mình theo chỉ dẫn của đối tượng nhằm đánh lạc hướng lực lượng điều tra cũng như cắt đuôi công an trường hợp gia đình nạn nhân báo công an. Đối tượng lần đầu đưa ra địa điểm giao tiền ở cầu Thanh Trì và yêu cầu mẹ cháu bé phải đi bộ một mình, cầm tiền và sẽ cho một đối tượng khác ra nhận. Tuy nhiên, sau đó đối tượng lại tiếp tục điều gia đình nạn nhân tới địa điểm khác. Trong tình thế cam go, nạn nhân còn nhỏ tuổi, việc giữ bình tĩnh, không tác động để đối tượng bị kích động có thể làm hại đến cháu bé là điểm mấu chốt của vụ án. Một mặt, lực lượng trinh sát hình sự vừa phải theo dấu đối tượng, một mặt vừa phải đảm bảo giữ khoảng cách, tránh bị lộ, đồng thời động viên không để mẹ nạn nhân mất bình tĩnh để lộ thông tin liên quan đến lực lượng đánh án. Sau nhiều lần quanh co, lực lượng đánh án phán đoán, đối tượng không thể điều mẹ nạn nhân đi lòng mãi được. Cuối cùng, hắn ta sẽ phải tìm một địa điểm cụ thể để nhận tiền. Đây sẽ là thời điểm mà ai cũng đã mệt mỏi về thể chất và tinh thần khi cuộc đấu trí và lần theo dấu vết kẻ bắt cóc đã kéo dài 8 giờ đồng hồ. Địa điểm chắc chắn sẽ phải là một nơi xa khu dân cư nhưng cũng đủ trống trải để quan sát và thuận lợi cho việc tháo chạy. Đúng như dự đoán của lực lượng đánh án, vào lúc hơn 2 giờ sáng ngày 15 tháng 8, nghi phạm đã điều chị Hát xuống khu vực khu công nghiệp thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ra lệnh cho anh em đánh án tại hiện trường phải đảm bảo đối tượng giao cháu bé cho người mẹ mới đưa tiền. Mệnh lệnh đã được lực lượng đánh án tuyệt đối tuân thủ. Ngay khi cháu P được trả tự do, nghi phạm cầm túi tiền chạy trốn. Các trinh sát hình sự chủ công đã lập tức áp sát bắt giữ đối tượng vào lúc 5 giờ sáng ngày 15 tháng 8. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, việc đối tượng manh động giữa thủ đô, sử dụng súng, sử dụng xe ô tô lắp biển kiểm soát giả, trắng trợn, lộng hành là không thể chấp nhận. Lực lượng công an thủ đô chưa bao giờ thua một vụ nào. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 48 vụ cướp, công an Hà Nội không thua một trận nào. Kể cả những vụ cướp nhỏ, nếu đã liệt vào trọng án, án nghiêm trọng, thì bao giờ công an Hà Nội cũng tập trung cao độ nhiều lực lượng nhất, nhiều phương tiện nhất, rất nhiều phương tiện khoa học kỹ thuật để bắt đối tượng. Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an thành phố Hà Nội để biểu dương thành tích trong tổ chức điều tra truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em tại khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, nhân văn, sự mưu trí dũng cảm và sắc bén về nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm an ninh trật tự địa bàn thủ đô, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, răn đe phòng ngừa tội phạm, mang lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân, đồng thời mang lại ý nghĩa thiết thực, đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng, thi đua lập công chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.